Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì Frieren đã có bản tiếng Việt. Vỗ tay. Tôi sở hữu luôn cả hai tập truyện luôn. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau review luôn cả hai tập này nhé. Trước mắt các bạn, đây chính là phiên bản tiếng Việt của đầu truyện Soso no Frieren, hay chúng ta còn có một tên tiếng Việt, đó chính là Frieren, Pháp sư tiện tá. Và ok, chúng ta hãy nói về tập số 1 trước nha. Đây chính là phần bìa trước của tập số 1. Mặt trước chúng ta sẽ có hình của tổ đội dũng sĩ đã đánh bại ma vương, bao gồm Aizen, Himmel, Frieren và Hater, Pháp sư tiện tá Frieren vô số 1. Phần bên dưới này chúng ta sẽ có tên tác giả của đầu truyện này, Yamada Kanehito, hay ở đây ghi là Kanehito Yamada. Và đầu truyện này được minh họa bởi họa sĩ Tsukasa Abe và được phiên dịch bởi Go. Và đây là một đầu truyện được mua bản quyền và phát hành bởi nhà xuất bản Kim Đồng nhé. Đây là phần gáy truyện nè. Và mặt sau, ở đây thì chúng ta sẽ có một số đôi lời về tập số 1 của đầu truyện, cũng như là một vài hình ảnh khác nữa về đầu truyện này. Và đây chính là giá của một tập truyện, 45.000 đồng. Dạ, các bạn có thể thấy đó, càng về sau này á, thì giá truyện nó ngày càng tăng các bạn ạ. Còn đây là tổng quan phần bìa rời của truyện. Ở hai bên phía tay gặp này thì chúng ta sẽ có thêm hình ảnh. Ở bên này là hình của Frieren và sư phụ của mình. Còn ở bên đây thì chỉ có hình của Frieren thôi. Còn đây là phần bìa bên trong của truyện, cũng khá là tương đồng với phần bìa rời, chỉ khác ở chỗ là nó đơn sắc thôi. Còn đây là mặt sau ha, và phần gáy. Và khi các bạn mua tập số 1 của Soso no Frieren thì các bạn sẽ được tặng hai món quà. Đầu tiên đó chính là một chiếc standee với hình của Frieren. Đây, cho các bạn xem cận cảnh luôn ha. Nó khá là to các bạn à. Đây là quyển truyện nè. Quay, nó bự thiệt sự luôn á. Có thể đây là cái miếng standee lớn nhất mà tôi từng được sở hữu luôn á các bạn. Đây, tôi so sánh với standee được tặng kèm ở trong quyển Spy x Family tập số 9. Quay, một trời một vực luôn ha. Và món quà tặng thứ hai chính là một tấm poster khổ 40x60. Nhưng rất tiếc là tôi không có được tặng kèm món quà này khi mua đầu truyện này ở nhà sách các bạn à. Thôi, nhưng mà cũng không sao, cá nhân tôi cũng không thích poster cho lắm đâu các bạn. Ok, và chúng ta hãy chuyển sang tập số 2 nhé. Ở phần bìa trước của tập số 2 này, chúng ta sẽ có hình của Frieren và Fern, đệ tử của Frieren, hay nhiều bạn còn hay gọi một cách cute đó chính là bé cà tím ấy. Cấu trúc của phần bìa thì cũng tương tự thôi, chỉ thay đổi ở chỗ là tên nguyên tác, minh họa cũng như là người dịch sẽ nằm ở đây. Ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có một số đôi lời dành cho tập số 2. Cùng với đó là hình ảnh của Frieren, Fern và Star. Và khi mà tôi theo dõi trên diễn đàn cũng như là trên mạng xã hội á, tôi thấy nhiều bạn ship cái cặp mà Star cũng như là Fern này lắm nè. Còn đây là tổng quan của phần bìa rời. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hình của Frieren và bóng hình của Himmel ở đằng sau. Và ở bên này thì chúng ta sẽ có hình của Star cùng với Frieren và Fern ở phía sau. Còn đây là phần bìa bên trong của tập số 2. Cấu trúc thì nó vẫn giống tập số 1 thôi, cũng là một màu đơn sắc. Phần ghế nè. Và mặt sau. Và quà tặng đặc biệt dành cho các bạn khi mua tập số 2 đó chính là đây. Đó chính là một cái standee như thế này. Khác ở chỗ á, là standee này nó làm bằng giấy chứ không phải là làm bằng nhựa PVC. Cá nhân tôi á, thì cũng không có thích cái kiểu standee như thế này, bởi vì á, để có thể gặp được nguyên cái hình này nó lên á, khá là khó các bạn. Đòi hỏi các bạn phải khéo một chút, nếu không là cái standee này có thể banh đó. Và khi các bạn khéo tay và gặp được cái tấm standee này lên thì nó sẽ trông như thế này nè. Đây là một đầu truyện nên rất là hot ở thời điểm hiện tại, nên là tôi nghĩ chắc hầu hết các bạn cũng đã nắm được cốt truyện của bộ này rồi. Về nội dung á thì đầu truyện này sẽ kể về một cô pháp sư tộc Elf có tên là Frieren, và trong quá khứ cô cũng đã từng đồng hành với nhóm dũng giả trên chặng đường đi tiêu diệt quỷ vương và cuối cùng cũng đã thành công. Bản thân cô cũng là một pháp sư đã sống cả ngàn năm, gần như đã trở nên thờ ơ và không quan tâm đến bất cứ điều gì, cho tới khi chàng trai dũng giả yêu thầm cô ngày xưa đã qua đời vì tuổi già. Cô đã hối hận vì đã không dành thời gian để thân thiết hơn với Himmel, chàng trai đã luôn thầm thích cô. Về sau này thì Frieren đã đồng hành cùng với đệ tử của mình là một cô bé có tên là Fern trên chặng đường đi tìm kiếm những phép thuật mới lạ và tìm hiểu về con người, để Frieren có thể tìm hiểu kỹ hơn về Himmel. Mục đích cuối cùng của chuyến hành trình này của cô là đi đến một nơi được gọi là Thiên Đường hay Aureole, nơi mà hiện tại chính là lâu đài của quỷ vương. Cô làm thẻ thỉnh cầu của người đồng đội cũ đi đến Thiên Đường để có thể nói chuyện với Himmel. Trên cuộc hành trình này thì Frieren cũng kết nạp được thêm một người bạn đồng hành mới có tên là Stork, đệ tử của người đồng đội cũ ngày xưa, Aizen. Và ở tập số 3 sắp tới của đầu truyện Soso no Frieren này sẽ là trận chiến giữa Frieren đối đầu với Aura, một trong những tên tay sai cũ của quỷ vương, mà tôi nghĩ các bạn xem phim rồi chắc cũng biết kết cục rồi ha. Đánh giá cá nhân của tôi về đầu truyện Soso no Frieren này thì đây là một đầu truyện phải nói đọc rất là cuốn luôn á các bạn. Khi đọc xong thì tôi cũng đã hiểu được một phần lý do tại sao bộ này nó lại cực kỳ là nổi tiếng tới như vậy, thậm chí nó còn được xếp hạng nhất trên trang đánh giá của My Anime List luôn á các bạn, vượt qua cả đầu truyện tiền nhiệm trước đó, đó chính là Full Metal Alchemist. Và những miếng hài trong đầu truyện này cũng rất là hay luôn á. Ok, và đó chính là bài review ngắn gọn của tôi về đầu truyện Soso no Frieren hay Frieren Pháp sư tiện tá. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới nhé. Bye bye.